Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với phần ôn tập ngữ pháp trong giáo trình Life Pre-Intermediate, phần unit số 56 hay còn gọi là học phần Anh văn 2, unit số 56. Cô là Thu Hương, cô là thạc sĩ giáo dục và học trò của cô thường hay gọi cô là sĩ 7. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu trước từ unit số 5 ha các bạn ha. Thì unit số 5 của mình sẽ có hai điểm ngữ pháp chính là định từ, là những từ chỉ số lượng, và mạo từ under. Đầu tiên chúng ta sẽ học về lots of hay là a lot of. Thì phía sau nó chúng ta sẽ cộng với lại danh từ đếm được hoặc là danh từ không đếm được, cả hai đều đúng ha các bạn. Như câu ví dụ đầu tiên, có rất là nhiều rác trên đường sau bữa tiệc, thì rác được xem là danh từ không đếm được thì cô cho đi với a lot of đó các bạn. Còn ở ví dụ thứ hai, chúng tôi có rất là nhiều cái cửa hàng tuyệt vời trong khu dân cư, khu hàng xóm của chúng tôi, thì ở đây cô có shops là các danh từ đếm được. Như vậy dù là đếm được hay không đếm được mình đều đi được hết ha các bạn ha. Cái thứ hai, some có nghĩa là một vài, và theo sau nó sẽ là danh từ đếm được và không đếm được luôn, cả hai loại đều đúng. Trong câu ví dụ của cô có là chúng tôi tìm được một vài cuốn sách trong thư viện, thì books là danh từ đếm được ha các bạn. Tiếp theo ta có not much và not many. Cả hai từ này đều có nghĩa là không có nhiều đó các bạn. Nhưng mà not much thì ta sẽ đi với lại danh từ không đếm được. Còn not many thì ta sẽ cho đi với danh từ đếm được. Như câu ví dụ, không có nhiều người tại bữa tiệc, thì lúc này cô dùng many đi với people vì người mình có thể đếm được các bạn. Còn câu ví dụ bên dưới, họ không có nhiều tiền, thì cô đã dùng much đi với danh từ tiền vì tiền được coi là không đếm được đó các bạn. Tiếp theo chúng ta có a few và a little mang ý nghĩa là có ít. Thì a few chúng ta sẽ cho đi với danh từ đếm được, còn a little sẽ đi với danh từ không đếm được. Như câu ví dụ, tôi có một vài người bạn rất là tốt, thì cô cho a few đi với danh từ đếm được là những người bạn bạn có thể đếm được ha các bạn. Còn câu thứ hai, có rất là ít sữa ở trong chai, thì sữa được coi là danh từ không đếm được, cho nên cô cho đi với little rồi các bạn. Và cuối cùng ta có any. Any thì nó cũng rất là thoải mái, có thể đi được với danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Tuy nhiên ta thường dùng any trong các câu phủ định có not và trong câu hỏi thôi các bạn ha. Như câu ví dụ của cô, I don't have any money, tôi không có bất kỳ số tiền nào. Thì vì ở đây có not cho nên cô sẽ cho đi với any. Còn câu bên dưới, bạn có một ít nước cam không? Bạn có bất kỳ cái nước cam ép nào không? Thì đây là một câu hỏi, thì mình sẽ cho đi với any ha các bạn. Vì any là đi với được cả đếm được và không đếm được luôn. Và nó sẽ được dùng trong câu phủ định và câu hỏi. Phần ngữ pháp lớn thứ hai mà chúng ta được học là mạo từ under. Thì cô có chuẩn bị kỹ ở đây cho các bạn ha. Trước tiên đó các bạn, ta sẽ dùng an trước một cái danh từ đếm được số ít với cái ý nghĩa là một người hay một vật. Trong câu cô ấy tặng cho tôi một cuốn sách thì cô sẽ dùng là she give me a book. Thì ở đây á, sách của cô đang là một danh từ đếm được và nó đang là số ít một cuốn thôi. Cô không thể nói a book, cô không thể thêm s cho nó được bởi vì nó không đi với số nhiều. Hay cô cũng không thể nói an oil vì oil là dầu, là danh từ không đếm được thì không có đi với an được đó các bạn. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ dùng an? Là ta sẽ dùng an trước các nguyên âm ể ỏi đó các bạn, là u e r a i. Như câu ví dụ của cô là cô ấy tặng cho tôi một quả táo, thì cô dùng mạo từ an đứng trước từ quả táo thôi. Tiếp theo ta có các trường hợp mà ta cần phải sử dụng mạo từ the. Trường hợp đầu tiên là ta sẽ dùng the trước tên sa mạc, như sa mạc Sahara thì sẽ có the. Thứ hai, ta sẽ dùng the trước tên biển và các đại dương, như là Biển Đỏ hay Thái Bình Dương thì cô cho đi với the. Thứ ba, ta sẽ dùng the trước tên sông, như là sông Thames ở đây thì cô sẽ cho đi với the. Ta cũng dùng the trước các nơi chốn mà nó có chứa danh từ số nhiều, như là Philippines hay là Netherlands, nó có thêm s, nó là danh từ số nhiều thì cô sẽ cho đi với the. Tiếp theo ta sẽ dùng the trước tên các quốc gia mà có chữ Kingdom, Republic hoặc là States, như là Vương quốc Ả Rập Saudi thì sẽ có the đó các bạn. Ta sẽ dùng the trước các vùng địa lý mà có chữ East và West, như the West hay là Middle East thì mình sẽ cho đi với the. Và cuối cùng ta sẽ dùng the trước những từ chỉ phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc,
Nhưng nếu như nó dùng để chỉ về một phần của đất nước hoặc nơi chốn, các bạn lưu ý giúp cô là chỉ về một phần thôi nha. Như câu ví dụ của cô là phía bắc của nước Ý hay là phía đông của thành phố, thì ở đây á, là nó là một phần của đất nước Ý hay là một phần của cái thành phố, cho nên là mình sẽ cho đi với the. Vậy mình cũng có những cái trường hợp mà ta không cần phải sử dụng mạo từ ở and the đó các bạn. Đầu tiên ta sẽ không sử dụng the trước tên châu lục, như châu Phi chẳng hạn thì không cần the. Trước tên các quốc gia, hầu hết tên các đất nước đều sẽ không có the đó các bạn. Trước tên thành phố hay thị trấn, như câu ví dụ của cô là thành phố Boston của Mỹ, mình cũng không cần the. Trước tên đường cũng không cần the. Trước tên hồ cũng không cần có the. Hay trước tên một ngọn núi đơn lẻ thì cũng không cần có the. Nhưng các bạn lưu ý nè, trước hồ thì không có the, nhưng mà trước sông thì lại có. Trước một ngọn núi thì không có the, nhưng mà trước một cái dãy núi thì sẽ lại có. Ha, các bạn để ý giúp cô nha. Để giúp bạn nhớ bài kỹ hơn thì ở đây cô có chuẩn bị cho các bạn một cái bài tập nhỏ. Bài tập đầu tiên, các bạn hãy chọn giúp cô một cái định từ đúng trong cái đáp án được cho. Tôi không thể du lịch trong năm nay đâu, vì tôi không có nhiều tiền. Thì vì không có nhiều tiền mà tiền là một danh từ không đếm được, cho nên cô sẽ chọn câu A là much ha các bạn. Câu thứ hai, cái khách sạn này nó không có phòng trống, nó không có bất kỳ phòng trống nào, mà đi với lại những câu phủ định có not hoặc câu hỏi thì chúng ta sẽ dùng any. Câu thứ ba, tôi có nhiều quần áo mà tôi không mặc, thì mình có thể dùng a lot of hoặc là lots of. Thì cho nên là mình sẽ chọn câu B, câu A bẫy mình đó các bạn. Câu số 4 là anh ấy làm một ít cái cà phê cho tôi. Thì cà phê được coi là một cái từ không đếm được. Tuy nhiên thì để đi được với nó thì mình sẽ chọn đi với some, vì some đi được với cả đếm được và không đếm được. Rồi, mình sẽ đến với bài tập tiếp theo thôi các bạn ha. Bài tập tiếp theo thì các bạn hãy chọn giúp cô đáp án đúng với a, under hoặc là không sử dụng mạo từ. Câu ví dụ đầu tiên, tôi xem một cái bộ phim tài liệu thú vị tối hôm qua. Thì bộ phim tài liệu này mới nhắc lần đầu tiên, một bộ phim tài liệu bắt đầu bằng chữ interesting, nên cô sẽ chọn là an. Một bộ phim tài liệu thú vị tối hôm qua về những cái bông hoa, cũng mới nhắc lần đầu tiên, chưa xác định rõ ràng, cho nên chúng ta sẽ dùng flowers thôi. Thì người kia hỏi là có thật vậy không? Thì người này mới trả lời là vâng, đúng rồi. Bộ phim tài liệu này, lúc này là cái bộ phim tài liệu này đã được nhắc đến lần thứ hai, có nghĩa là nó đã được xác định rõ ràng rồi. Thì cô sẽ dùng là the. Bộ phim tài liệu này chỉ ra cái nơi nào trên thế giới thì mình sẽ dùng the world. Bởi vì những cái mà chỉ có duy nhất trên đời đó các bạn, mình cũng sẽ cho đi với the. Như là một mặt trời, một mặt trăng, một trái đất, một thế giới, mình sẽ cho đi với the ha. Và họ trồng những cái bông hoa và cái cách mà những bông hoa đến được nước Anh. Thì các bạn thấy là bông hoa này đã được nhắc đến lần thứ hai. Nhắc lần đầu á thì mình không dùng mạo từ cũng được, mà nhắc đến lần thứ hai thì chúng ta sẽ dùng the, vì đã xác định rõ ràng rồi. Thì người kia hỏi là ồ, vậy bạn học được cái gì? Thì người này nói là tôi học được là họ trồng những bông hoa ở những đất nước như Kenya. Thì những quốc gia thông thường của mình thì sẽ không cần có the đâu các bạn, như Kenya. Và làm cách nào họ di chuyển những bông hoa này vòng quanh thế giới. Như vậy là cô đã hoàn thành xong điểm ngữ pháp của bài số 5 rồi đó các bạn. Cô trò mình sẽ chuẩn bị chuyển qua chương trình số 6 ha. Chương trình số 6 của mình là mình sẽ học về hai điểm ngữ pháp chính. Đầu tiên là ta sẽ học về to verb. Thứ hai là ta sẽ học về các cái hình thức tương lai của động từ. Đầu tiên đó các bạn, to verb sẽ được dùng sau một số động từ đặc biệt như decide là quyết định nào, help là giúp đỡ, hope là hy vọng, intend là có dự định, learn là học hay là biết được, need là cần, plan là lên kế hoạch, pretend là giả vờ hay là yêu cầu, promise là hứa hẹn, want là muốn, và would like cũng là muốn đó các bạn. Phía sau những từ này chúng ta sẽ thường dùng to verb. Như câu ví dụ, chúng ta cần đến những cửa hàng, thì sau need cô dùng to go. Hay là câu ví dụ thứ hai, chúng tôi quyết định chuyển ra nước ngoài, thì sau decided cô dùng to move. Hình thức thứ hai là chúng ta sẽ thường dùng to verb đằng sau tính từ các bạn. Là khi một cái động từ nó đứng sau tính từ thì nó thường được đứng ở dạng to verb. Như câu ví dụ, tôi rất là phấn khích
để mà đến thăm những nơi mới. Thì ở đây cô có tính từ của cô là exciting thì sẽ cộng với to verb. Hay câu ví dụ thứ hai, thật là vui, thật là tốt đẹp để mà có thể được gặp bạn lần nữa. Phía sau tính từ nice thì cô sẽ dùng to verb ha các bạn. Cái hình thức sử dụng to verb thứ ba là to verb có thể được dùng để mang cái nét nghĩa chỉ mục đích. Như câu ví dụ của cô là tôi đi đến thư viện để tôi tìm kiếm một cuốn sách. Thì mục đích đến thư viện là để tìm kiếm, cho nên sẽ là to verb. Hay là cô ấy đến Paris để thăm một người bạn, như vậy là to verb chỉ mục đích đến Paris là để thăm bạn ha các bạn. Hình thức thứ tư mà chúng ta cần học đó là về cái phủ định của to verb. Thì mình hãy dùng giúp cô not to verb để mang cái nghĩa phủ định nha các bạn. Như câu ví dụ là tôi hứa hẹn là tôi sẽ không làm điều đó nữa đâu, thì I promise not to do. Hay là câu ví dụ rất quan trọng là chúng ta không có nên làm việc mà quá sức, quá là cực khổ, thì ở đây là not to work too hard ha các bạn. Điểm ngữ pháp lớn thứ hai của mình là các hình thức tương lai của động từ. Thì cái cách đầu tiên để mà diễn tả một hành động trong tương lai thì chúng ta sẽ dùng thể hiện tại tiếp diễn. Thì cái thể hiện tại tiếp diễn của mình sẽ dùng để diễn tả một hành động mà nó đã được sắp xếp cố định trong tương lai, và nó thường có một cái thời gian rất là cụ thể rõ ràng. Như câu ví dụ là chúng tôi lên xe lửa lúc 11:20 là có thời gian rất là rõ ràng, và việc mà lên xe lửa phải được sắp xếp rõ ràng, có lịch trình đàng hoàng rồi. Hay là tôi sẽ đi đến rạp hát vào tối nay, cái việc đi đến rạp hát với ai cũng đã được lên lịch rõ ràng và có thời gian cụ thể là tối nay rồi ha các bạn. Trường hợp thứ hai, chúng ta có thể dùng be going to cộng verb không nguyên mẫu. Be going to ở đây có nghĩa là am, is, are, going to cộng verb không. Như câu ví dụ tôi có dự định du lịch châu Á vào mùa hè này, thì cô sẽ dùng là I am going to. Hay là tôi dự định sẽ đi rạp chiếu phim vào cuối tuần, thì cô sẽ dùng là we are going to. Phía sau sẽ là verb không nguyên mẫu, như chữ travel đang ở nguyên mẫu hay chữ go đang ở nguyên mẫu đó các bạn. Và các bạn lưu ý giúp cô là nó là diễn tả một cái kế hoạch chung hoặc một cái dự định, một dự tính trong tương lai. Và cuối cùng, cái đứa mà ít cái độ chắc chắn nhất là thằng will, vì nó được dùng để diễn tả một cái quyết định mà đưa ra ngay tại thời điểm người ta đang nói, người ta nảy ra cái quyết định đó, chứ người ta không có suy tính kỹ càng trước đó. Như câu ví dụ như cô đi ăn ở nhà hàng, người ta hỏi cô là tôi mang món gì ra cho bạn được, thì cô sẽ nói là vậy cho tôi salad cá ngừ nha. Như vậy cái việc mà ăn này cô vừa mới đưa ra tại thời điểm nói thôi, chứ cô chưa hề có một cái dự tính rõ ràng nào đó từ trước, hay một cái kế hoạch, một cái sắp xếp nào hết. Rồi, mình sẽ có một cái phần bài tập nhỏ để mình nhớ bài kỹ hơn ha các bạn. Bài tập đầu tiên thì các bạn hãy chọn giúp cô động từ đúng, vì mình đã từng học bài verb in trước đó rồi. Mình sẽ kết hợp giữa verb in và to verb để mình hoàn thành cái bài này. Ví dụ đầu tiên, tôi không thể nào chịu đựng được cái việc mà tôi phải ở trong nhà cả ngày, thì can't stand mình sẽ cộng với lại verb in, nên cô sẽ chọn là staying. Câu ví dụ thứ hai, tôi nghĩ nó rất là dễ dàng để học một ngôn ngữ mới, thì ở đây phía sau tính từ easy, cô sẽ dùng to verb là to learn, bởi vì to verb có thể đứng sau tính từ. Mà cô thấy cái này nó cũng có diễn tả mục đích nữa ha các bạn, là rất là dễ để mà học một ngôn ngữ mới. Thứ ba, Jack đã giúp tôi sửa cái xe, thì sau help mình sẽ cộng với lại một to verb, cho nên cô sẽ chọn là to fix. Câu ví dụ thứ tư, I would like to. Would like to là mong muốn, cho nên cô sẽ dùng là to visit. Tôi rất mong muốn đến thăm Trung Quốc trong một ngày. Câu ví dụ thứ năm, phía sau giới từ at, sau giới từ mình sẽ dùng verb in, cho nên đáp án cô có là I'm not very good at painting. Tôi không quá giỏi ở cái việc vẽ tranh. Và ví dụ cuối cùng, tôi đến cái cửa hàng để mà tôi mua sữa, thì đến cửa hàng với mục đích là để mua sữa thì sẽ là to buy ha các bạn. Rồi, còn cái bài tập thứ hai, các bạn hãy chọn đáp án đúng để hoàn thành câu giúp cô. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn giữa will be going to và thể hiện tại tiếp diễn. Cái tình huống đầu tiên, người A nói là ồ cái túi này nặng quá. Người B nói là tôi sẽ giúp bạn mang. Thì cái việc mà giúp đỡ này nó được đưa ra ngay tại thời điểm nói luôn, cho nên sẽ là I will help ha các bạn. Câu ví dụ thứ ba là Sarah đâu rồi? Bây giờ cũ chưa ở đây đâu.
xe lửa sẽ đến vào lúc 16:32. Như vậy việc xe lửa đến phải là một cái hành động đã được hoạch định trước, đã có kế hoạch rõ ràng rồi, cho nên sẽ là is arriving. Câu thứ tư, bạn có kế hoạch nào cho tối nay không? Thì người kia nói là tôi tính là tôi đi xem phim, tôi đã có đặt vé rồi. Như vậy đây là một dự định đã lên kế hoạch, cho nên cô sẽ dùng là I'm going to go to the cinema. Câu ví dụ thứ năm, tôi không thể chờ tới lúc tất cả những bài kiểm tra đều xong. Thì người kia mới nói là tôi biết, tôi dự định sẽ có một cái kỳ nghỉ sau khi mà xong. Thì ở đây cái việc mà có một kỳ nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành xong một công việc là một dự định, cho nên cô sẽ dùng là I am going to have. Như vậy cô đã hoàn thành xong toàn bộ điểm ngữ pháp của bài số 5 và bài số 6 trong giáo trình Life Free Intermediate. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi các bài giảng của cô cho đến giờ phút này. Nếu như những bài giảng này thật sự có ích cho quá trình ôn thi của bạn, các bạn hãy tặng cho cô và team nhà PyTX một like và một subscribe kênh nha. Cô chúc các bạn thi tốt và hẹn gặp lại các bạn ở phần ôn tập ngữ pháp ở học phần Anh văn 3 nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn.